Thưa quý vị, một phong cách triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy rất độc đáo tại Peru trong dịp nghỉ lễ Halloween. Các cảnh sát thủ đô Lima của nước này đã hóa trang thành những anh hùng trong series phim Marvel để đột nhập vào căn cứ và bắt giữ tội phạm cùng với tang chứng. Chiến dịch tấn công tội phạm với tên gọi chiến dịch Marvel được cảnh sát Lima, Peru triển khai khi mà cảnh sát đột nhập vào căn nhà chứa ma túy. Những tên tội phạm ban đầu chỉ tưởng đây là một trò đùa trong lễ hội cho đến khi tay bị tra vào còng. Trong vụ tấn công này thì cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm và thu giữ 54 túi cocaine, 850 túi cần sa và 2.000 đồng sol Peru, tức là khoảng 13 triệu đồng. Còn tại Trung Quốc thì bão Kongrei đã đổ bộ vào các vùng ven biển phía đông của nước này vào chiều ngày hôm qua trong tình trạng suy yếu thành bão nhiệt đới. Các cảnh quay do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng cho thấy là thành phố ven biển Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến và thành phố Ôn Lĩnh của tỉnh Chiết Giang bị bao phủ trong thời tiết sương mù dày đặc, mưa phùn và gió mạnh. Tại các khu vực ven biển, các tàu đánh cá được neo đậu chắc chắn. Ngư dân theo chỉ đạo của chính quyền địa phương đã về nơi tránh trú bão an toàn. Bão Kongrei sau đó đã bẻ ngược ra biển và hướng tới Nhật Bản vào cuối ngày hôm qua. Thưa quý vị, chúng tôi muốn mời quý vị xem hình ảnh này. Đây là hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng xã hội tại Mỹ hiện nay, được một cử tri ghi lại cho thấy là người này đã cố gắng bấm vào tên của ông Donald Trump nhưng mà máy bỏ phiếu lại tự nhảy sang tên bà Kamala Harris. Tuy nhiên thì video này đã bị cắt đột ngột và không hiển thị lá phiếu cuối cùng của cử tri này. Theo hãng tin ABC News, các quan chức bầu cử ở bang Kentucky đang bác bỏ những điều mà họ gọi là cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Các quan chức cho biết là đoạn video cho thấy lỗi là của cử tri và điều đó có thể dễ dàng ngăn ngừa, không ảnh hưởng đến lá phiếu cuối cùng của người này. Hiện thì chiếc máy bỏ phiếu đã được mang đi kiểm tra và cho thấy nó vẫn hoạt động được bình thường. Các nhóm vận động vì môi trường đang kêu gọi các cửa hàng bán lẻ và chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp khi mà thử nghiệm của các nhóm này cho thấy cá ngừ đóng hộp ở nhiều nước tại châu Âu bị nhiễm hàm lượng thủy ngân nguy hiểm. Một nửa trong số 148 hộp cá ngừ được chọn ngẫu nhiên tại Anh, Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha mang đi thử nghiệm có hàm lượng thủy ngân cao hơn mức giới hạn tối đa 0,3mg trên 1kg. Mức thủy ngân hiện tại được chấp nhận là 1mg trên 1kg đã được thiết lập để đảm bảo rằng 95% cá ngừ đánh bắt được sẽ được bán. Các nước châu Âu cần phải thắt chặt quy định để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm trên sông Yamuna ở Ấn Độ, thì đây là một tuyến đường thủy linh thiêng của người theo đạo Hindu. Và giới chức nước này đã huy động nhiều nhân lực để xử lý những đám bọt độc hại đang nổi trên bề mặt sông. Những người dọn dẹp đi xuồng máy theo vòng tròn và sử dụng ống áp suất cao để phân tán những đám bọt độc hại bao phủ trên bề mặt sông. Áp lực sẽ đánh tan bọt để chúng trôi theo dòng nước xuống hạ nguồn, tránh tích tụ tại khu vực thủ đô New Delhi. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy là dòng sông bị bao phủ trong lớp bọt dày vài ngày trước khi hàng nghìn người dân Ấn Độ đổ về đây để tắm mình trong dòng sông này. Các chuyên gia cho biết là việc xả nước thải dân sinh và nước thải công nghiệp có hóa chất chưa qua xử lý là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm. Thưa quý vị, có lẽ là ai chúng ta cũng biết là đi ngược chiều thì là rất nguy hiểm rồi. Thế nhưng nguy hiểm hơn nếu như đó là những chiếc xe khổ lớn. Vừa qua trên mạng xã hội thì nhiều người dân chia sẻ hình ảnh của một loạt xe ben chạy ngược chiều vượt đèn đỏ tại Đồng Nai gây bức xúc. Clip được người dân ghi lại cảnh một đoàn xe ben có ít nhất 3 chiếc đi ngược chiều vượt đèn đỏ tại ngã ba Phát Triển, thành phố Biên Hòa, từ đường Hoàng Văn Bổn ra quốc lộ 1 quẹo trái đi hướng cầu Đồng Nai. Thời điểm này thì có một dòng xe nối dài đang xếp hàng chờ đèn đỏ. Qua xác minh thì lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa xác định là sự việc xảy ra vào trưa ngày 31 tháng 10. Làm việc với công an thì một tài xế ngụ tại tỉnh Tiền Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tại tỉnh Quảng Bình, địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cơn bão số 6 vừa qua, công tác ngăn ngừa dịch bệnh đang là bước tiếp theo được khẩn trương thực hiện. Nước lũ tuy đã rút tại nhiều địa phương dọc hạ lưu sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, nhưng do ngập sâu dài ngày nên nguồn nước tại đây đang bị ô nhiễm. Ngành y tế tỉnh Quảng Bình đang huy động nhân lực để phun thuốc khử trùng, tiêu độc nhằm xử lý triệt để, vệ sinh môi trường. Tại nhiều khu vực cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh như là tiêu chảy, sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng. Do vậy, việc khám chữa bệnh cho người dân cũng đang được gấp rút triển khai. Chỉ trong một tháng vừa qua, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận số ca nhập viện điều trị viêm mảng não do virus tăng lên gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhi mắc bệnh lý này, điển hình là enterovirus. Đa số trẻ nhập viện với các triệu chứng như là sốt, nôn ói, đau đầu. Nhiều phụ huynh bỏ qua, không chủ quan và bỏ qua những triệu chứng cảnh báo nên mà khi trẻ được đưa tới bệnh viện thì thường ở trong tình trạng nặng. Các bác sĩ cho biết là bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
nếu như trẻ xuất hiện các triệu chứng như là co giật, hôn mê thì não đã bị ảnh hưởng và có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Một bé trai hơn 2 tuổi được đưa vào phòng phẫu thuật với chẩn đoán tắc ruột. Các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi mà phát hiện hơn 100 con giun đũa lớn nhỏ trong ruột non của bệnh nhi này. Trước đó thì trẻ bị bệnh ở nhà 2 ngày, sốt tiêu phân lỏng và nhập viện tại bệnh viện tỉnh điều trị 2 ngày nhưng không thuyên giảm. Trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp tuần hoàn và đặt nội khí quản. Sau thăm khám thì bệnh nhi được phẫu thuật với chẩn đoán là tắc ruột, sốc nhiễm trùng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Toàn bộ chiều dài nuột ruột non chứa khoảng hơn 100 con giun đũa lớn nhỏ. Một đoạn ruột non khoảng 70cm bị xoắn, hoại tử đã được cắt bỏ, khâu nối. Nguyên nhân do trẻ có thói quen cầm nắm hay ăn uống không vệ sinh. Thưa quý vị, than là loại nhiên liệu cần thiết trong sản xuất công nghiệp và đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân. Lợi dụng nhu cầu sử dụng than tăng cao trong những tháng cuối năm, thì thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã thu gom các loại than phẩm chất kém, trà trộn với loại than thương phẩm để bán cho người tiêu dùng. Nửa đêm, chiếc tàu thủy nội địa này chở theo hơn 1.000 tấn than theo hành trình từ Hải Phòng về tỉnh Hưng Yên. Khi qua khu vực luồng sông Cấm, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng bất ngờ xuất hiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 1.000 tấn than đang vận chuyển trên tàu. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường sử dụng các địa bàn giáp danh tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để coi như là mua bán, thu gom các cái than trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ, sau đó lợi dụng các cái đêm tối rồi thời tiết nó không đảm bảo, cái công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng gặp khó khăn để coi như là vận chuyển. Theo xác minh, toàn bộ số than này được các đối tượng thu mua gom trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết về cảng rồi trà trộn với các loại than thương phẩm. Không chỉ trốn thuế, nếu các loại than này được tiêu thụ chót lọt thì người chịu thiệt chính là người tiêu dùng vì mua phải hàng kém chất lượng. Như quý vị thấy thì trên tay tôi là những cái than đá và có lẫn rất nhiều cái tạp chất của cái than được các đối tượng thu mua gom của các người dân ven các địa bàn giáp danh của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là một thủ đoạn để trộn lẫn các loại than thu gom với các loại than có phẩm cấp, có thương hiệu để bán ra thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Hải Phòng, trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu với các loại hàng hóa khác đang là một trong nhiều thủ đoạn các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường sử dụng. Để ngăn chặn và phát hiện sớm các hành vi này, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai rất nhiều biện pháp. Các cái đơn vị tăng cường các hoạt động nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tăng cường cái lực lượng phương tiện, đặc biệt là các cái phương tiện nghiệp vụ để trong công tác nắm phát hiện các cái đối tượng, các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng thành phố Hải Phòng đã thu giữ hơn 4.000 tấn than không rõ nguồn gốc đang được đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua than hoặc các loại hàng hóa tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ để tránh mua phải hàng hóa kém chất lượng. Tình hình tội phạm và buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam luôn nóng, nhất là thời điểm cuối năm. Thời gian vừa qua thì trên vùng biển Kiên Giang, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản, thủy hải sản trái phép. Kích điện, rồi thuốc nổ, mìn tự chế. Những tăng vật này là những gì mà lực lượng biên phòng của tỉnh Kiên Giang phát hiện bắt giữ của các tàu cá khi họ sử dụng để khai thác thủy sản trên biển. Bà con nó làm nó là như vậy là tác hại sau này là không biết sống bằng cách nào là trên môi trường nữa. Là tuyệt chủng luôn, làm như vậy là nó tuyệt chủng. Cùng với khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt trên tuyến biên giới biển, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa cũng phức tạp. Tất cả là bởi lợi nhuận khủng từ xăng dầu lậu, khoáng sản, phân bón và nhiều mặt hàng khác. Em thì cũng mới chạy chuyến đầu rồi cũng hướng dẫn chạy ra gần Hòn Sơn á, rồi có lấy hàng ngoài đó, rồi xong rồi quay về đây. Bữa đó chạy vô tới đây khoảng tầm 23 giờ, rồi cũng có đoàn kiểm tra nó chạy từng á, rồi anh ghé kiểm tra xong rồi dẫn về đây làm biên bản này kia.
kiểm tra thì hàng này không có giấy tờ, số lượng thì em không biết. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động của tội phạm trên biển vẫn luôn diễn ra. Phương thức thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi, diễn biến khó lường. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang đã tổ chức gần 2.000 phiên tuần tra trên tuyến biên giới biển, phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ liên quan đến ma túy, thu giữ nhiều hàng hóa, tăng vật có giá trị. Nó rất đa dạng. Đấy, không những là tội phạm thường xuyên như ngày trước là vận chuyển là đường cát rồi là thuốc lá, mà bây giờ nó vận chuyển cả phân bón, đấy, rồi là sử dụng vật liệu nổ kích điện để khai thác hải sản, đấy, rồi vận chuyển pháo nổ. Đấy, vì đấy là những cái hoạt động mà siêu lợi nhuận nên đối tượng không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào. Cùng với tuyến biên giới biển, miền Tây đang bước vào cao điểm mùa nước nổi. Vì thế, chắc chắn không tránh khỏi các đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là ma túy, đường, thuốc lá, vàng và ngoại tệ. Vì vậy, việc chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát ngay từ khu vực biên giới trên bộ và trên biển sẽ góp phần ngăn chặn được các loại tội phạm này.